Chú ơi, 3:15 đi nha. Hello. Hello mọi người. Em đây quý vị ơi. Mọi người ơi. Hello, 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 hello. Dạ em chào quý vị mà trong livestream của em ngày hôm nay nha mọi người ơi. Quý vị ơi. Mọi người ơi. Mạnh Linh ơi, chào Mạnh Linh nè, Mạnh Linh khỏe không? Dạ em chào mọi người bạn trong livestream của em ngày hôm nay. Mọi người ơi, giọng của em giờ nó hơi bị khi sét rồi. Bởi vì mấy bữa nay em đi làm nhiều quá. Rồi em đi làm MC rồi, game livestream đồ này nọ. Giờ cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái thằng sầu riêng nó chào tao hoài. Dạ, em chào chị và chào mọi người. Đây thuốc đau họng tôi đã. Hello hello gì dạ chào Lâm chào 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 xe chim sơ giùm chim cho mọi người ơi, mọi người ơi lâu quá đâu gặp đúng gặp gỡ vậy, lâu quá rồi 3 4 ngày rồi mới live stream trở lại gặp gỡ mọi người. Ê, rồi bây giờ mọi người xem live stream nha, chuẩn bị chơi ra đây nhanh tay lẹ chân giùm cho em xé chim xe ơi đi mọi người ơi. Thầy y bóng dân ai đánh về quanh đây gấp hết nhớ thương qua mùa yêu dấu. Dạ da trắng hả? Trời dạ da em trắng lắm nha quý vị nha, bây giờ em đẹp lắm quý vị, em rất là đẹp luôn, ai cũng nói sao em đẹp quý vị, ai cũng nói sao em đáng yêu quý vị, ai cũng nói sao em duyên dáng quá vậy, ai cũng nói sao em tâm thần quá vậy, nhưng mà em vẫn vui. Trường Giang rồi nè, Lâm Lắc, cảm ơn mọi người đó nhiều. Lâm đẹp trai hay da trắng? Đúng rồi, em da trắng lắm nha quý vị nha, da em đẹp lắm. Hôm nay sinh nhật của em hả? An Nhiên ơi, chúc em sinh nhật vui vẻ nha cưng nha. Hi Lâm, cảm ơn quý vị. Quý vị ơi, ủng hộ xe chim sơ giùm cho em đi mọi người, xe chim cho em đi. Dạ, tăng ca điện thoại cho mọi người nha. Anh chưa cạo râu chưa em ơi? Không có thời gian cạo râu luôn. Giờ đi nè, xong livestream mà em đi nè. Cho cái này. Nó đã. Da đẹp quá hả? Tụi ăn này vô lại trời giọng trong liệu gì, giọng trong liệu cái gì? Cạo râu đi anh, không có thời gian cạo luôn, bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em đi. Thì ngày hôm nay em like sản phẩm tắm trắng AE Skin như vậy nha, AE Skin. Thì dòng sản phẩm tắm trắng là chuyên nghiệp, dòng tắm trắng chuyên nghiệp. Thì anh chị em nào cần tắm trắng thì báo giùm cho em tiếng ngày hôm nay. Thì bây giờ em like tắm trắng như vậy nha, ủng hộ giùm cho em đi. Xe chim sơ giùm cho em đi mọi người ơi. Dạ. Trường Giang mày yêu là yêu cái gì? Mày yêu là yêu cái gì? Ba đa bẻn hả? Ba đa bẻn, ba đa bẻn, ba đa bẻn. Sinh ra trắng không phải dưỡng da, phải dưỡng da mới trắng được. Thì ngày hôm nay giới thiệu livestream đây. Ai vậy? Nguyễn Như Phương không có mệt em ơi, trời ơi làm đi người bạch. Nhanh lên xe giùm em đi mọi người, mọi người ơi. Hôm nay Thanh làm lại rồi hả? Em mới làm nhẹ nhẹ, em mới làm mặt em nhẹ nhẹ nha. Còn đẹp trai nữa hả? Để râu cho ngầu hả? Không, tại râu nó bị đâu râu đầu đinh á, mới cạo đó. Mới cạo nó ra đầu đinh đầu đinh đầu đinh á, chứ lát cạo liền tay nha. Ủa 35 nhân đời mất rồi hả? Thiệt không? Thiệt không em? Rồi xe livestream cho em nè. Anh Lâm hả? Ok em nhanh tay lại chuyện xe livestream cho em đi, ủng hộ giùm cho em xe livestream cho em nè. Cho nhiều người cùng tham gia tham dự xong rồi em tư vấn tắm trắng cho vậy nha. Dạ. Rồi xe chim đi, xe chim đi. Xe chim xe ơi giùm cho em xé xong anh từ từ đi, từ từ đi, từ từ đi, từ từ giùm cho em đi gì ơi. Thuốc em nha chị Khang Tiến, dạ đúng rồi, không có bán cái gì ơn này là em nhập khẩu, anh Tấn vào nè. Ủa anh không mệt hả? Mệt cho em. Rồi, đó là mệt. Áo làm đẹp ghê hả? Ok, trời ơi, áo làm lại nhiều áo đẹp lắm em nha, rất là đẹp luôn. Đẹp không? Áo đẹp không quý vị? Trời ơi, là mặc áo là phải đẹp đó, áo rất là đẹp luôn, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Thì bây giờ mọi người nhanh tay lại chân xe lại chim cho em để có những sản phẩm cực kỳ trắng ngày hôm nay quý vị nha. Ngày hôm nay em lại tắm trắng e skin thì anh chị em được cần tắm trắng thì báo giùm cho em tiếng nha. Ủa này tắm đã lắm quý vị ơi, rất là đã luôn. Anh Lâm like sản phẩm như vậy hả? Từ từ cảm ơn mọi người rất nhiều đã chia sẻ rồi. Áo đâu đẹp vậy hả? Áo mua đi em, mua 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 mua. Ê, thấy anh Lâm làm suốt hả? Làm thì làm, vui em ơi, vui em ơi.
anh im đi anh Tấn vào, anh xạo quá anh Tấn vào ơi, anh nói anh buồn cái anh kiếm em, rồi khi anh vui khi anh sung sướng là anh kiếm em không? À, mọi người ơi hả, cảm ơn quý vị nha, tay này chân xe chim em, ai muốn mua đó liên hệ à. Ai chỉ giùm mày muốn mua thuốc đó liên hệ chỉ giùm chị đi hả, bây giờ chị ra chợ đó nhớ em không, nhớ hậu rồi hậu ơi, đây đưa hộp cho mình đi. Cái này em không quảng cáo nha, cái này bên Hàn Quốc mới có nha, cái này anh Hoài Linh anh mua cho em. Maya in Korea, cái này là chị khăn tiếng, đây là nhựa thông nha, đi ra tiệm thuốc tây kêu mua nhựa thông là mình uống vô là nó sẽ bị đỡ khăn tiếng. Hôm qua là em nói từ 9 giờ sáng đến gần 12 giờ đêm mà nói liên tục, bởi vì em là MC, em là hot à, em dẫn chương trình mà em dẫn từ sáng sớm tới phía luôn à, có Trường Giang em qua làm anh Z là Trường Giang à, mà hôm nay nói bị khan quý vị, mới bị khan tiếng luôn trời, nhưng mà không sao, bây giờ từ chiều tới tối là còn hai like nữa nha nha, là phải làm bây giờ là phải làm. Dạ cảm ơn mọi người. Ờ chưa ăn chưa luôn hậu Trần ơi, giọng giống anh cái này nè. Ờ ủng hộ giùm cho em, nhìn mặt em ngầu hả, ngầu em ơi. Rồi xe chim nha, tóc bị sao thẳng đứng dạ, bị hư đó em. Mọi người ơi, đi đâu mà dội mà vàng, rồi nhạc xe lên chim giùm cho em nha, lô tô luôn, tặng quà, tặng cả điện thoại. Mạnh Linh Bùi là nhà tài trợ ngày hôm nay. My ơi, chào My. Than hoạt tính đây, ngày hôm nay like than hoạt tính đây. AE Skin nè, có nhận like hòm từ thiện không hả? Số gì ra? Số gì ra con, số gì ra bé gì ơi? Hùng mà cái mà lấy sức coi con, hùng mà cái coi. Gì ra che lặt che chú lại, số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra con cò bé bé nè, nó đầu mà canh bé nè, đi không mà hồi mẹ biết đi mà đường nào nè, khi đi mà em hồi nè, khi về mà em chào nè, miền em mà chấm chấm mẹ có yêu không à nào. Số gì ra con, số gì ra, số gì ra, sẽ live stream và tặng cạc điện thoại cho quý vị mà quý vị luôn. Đi đâu mà dội mà vàng mà dắt phải đá mà hoàng phải dây, dừng chân đứng lại nơi đây, sẽ live stream mà sim live share giùm cho em đi. Mọi người ơi, chị ông nâu, chị bay đi đâu qua nở mà những cánh thắm nè, đi tìm mà mặt tiểu nặng nè, chị ông mà uống mình quanh mà quanh đôi cánh mà chào qua nè. Xe chim quý vị ơi, râu dài rồi dạ, thế là chim nha. Số gì ra, số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra, khi bình minh he sang phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh dân còn đồng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu thiết tha, cho từng khúc hát che thở, cho từng khúc nhạc siêu em, như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông gần đều theo cơn gió man, tình yêu của thầy đến với chúng em à, để dừng say tương lai quê hương sáng người. Số gì ra con, số gì ra, Mi ơi, chào Mi ơi. Em muốn trắng nha nè, trắng thì bây giờ phải tắm trắng đây, lát em sẽ hướng dẫn gì cách tắm trắng nha. Tắm trắng ngày hôm nay là AE Skin, cái dòng mà than hoạt tính, nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, làm trắng da mình bằng da mà sáng da, và đặc biệt là rất là an toàn cho da mình luôn. Chứ gì mọi người nhanh tay lại chân để số thoại giùm cho em. Số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra, số gì ra, ba gì ra con, ba gì ra, ba gì ra con, ba gì ra, tôi kể người nghe chuyện tình lang và điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, lang vẫn thường mong mơ nên viết thành bài thơ, thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làng, làng như bông hoa nhạn à, thương yêu vô vàng, quyền thế non nước xé không hề lìa xa. Đó thằng Vũ sắc xanh nè, Vũ sắc xanh nè, rảnh không Vũ sắc xanh, mày vô mày coi hoài luôn, có Vũ sắc xanh này mê tao, Vũ sắc xanh 490.000. Ủa mình ơi, bên đây đâu có thấy nó hở rồi mình. Thấy không? Số gì ra, số gì ra, số gì ra, sẽ live stream đi mọi người ơi. Vô là vô, đi đâu mà dội mà vàng mà dắp phải đá mà hoàng phải dây,
dừng chân đứng lại nơi đây mà xe lai like, kia mà sim lai like, ke dùm cho em đi. Quý vậy, quý vậy, quý vậy ơi. Ai hàng ngày vũ sư thành tối đi qua chơi đi mày, tối nay đi. Xô gì ra, xô gì ra con, xô gì ra, ba gì ra con, ba gì ra. Chị ông mà nâu 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 nè, chị mai mà đi ra đi đâu nè. Đào Tàu Nguyễn đừng comment nữa, không có cho Đào Tàu Nguyễn với tôi Quỳnh chơi. Hai má chơi ai chơi lại hai má. Dạ cho ta trúng dớ mấy má, cho ta trúng dớ. Bớt giùm đi, bớt giùm tôi đi. Mấy bà đã lâm rồi hả? Thôi đau hồng của Vũ Sư Sành ơi. Mày có cách nào thì tao hết đau hồng của Vũ Sư Sành. Mai Thí đi hả? Nữ hoàng Mai Thí. Nữ hoàng Mai Thí Vũ Sư Sành. Xấu gì ra. Gì bất cười. Không có gì bất cười hết trơn. Nè, Tô Hoàng Quỳnh bà comment nhiều quá, bà comment nhiều quá tôi không thấy người ta luôn má. Tô Hoàng Quỳnh đã bớt comment đi giùm tôi. Mấy giờ hả? Lấy danh tình đi, lấy danh tình, lấy danh tình. Xe live stream đi, xe live stream ủng hộ giùm cho em đi mọi người ơi. Dạ. Tấm trắng ngày hôm nay được mang tên là tấm trắng AE Skin. Là dòng sản phẩm tấm trắng cực kỳ trắng luôn. Thì bây giờ nhanh tay lại chân. Ai comment đúng sẽ trúng nhau gì nha. Trời ơi tôi không thấy số thố của ai luôn, thấy thằng Đờ Tờ Nguyễn với bà Đồ Tô Ngọc Quỳnh không? Số gì ra, số gì ra con, số gì ra, số gì ra. Hello idol hả, cảm ơn em. Xe đi vậy, xe chim sơ giùm cho em đi mọi người. Số gì ra, chị ông đâu 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 đâu, ship em hai bộ hả, ok em. Ok em, anh sẽ ship em hai bộ. Làm đi lắc hả, cảm ơn em. Và bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em đi vậy. Xe chim xe hơ giùm cho em, nhiều người cùng tham gia tham dự đi mọi người. Thấy comment, thấy comment của mọi người rồi. Bây giờ nè, ai mà cần tắm trắng, ai mà muốn trắng, lẹ lẹ giùm cho em gì nha. Ba gì da, My ơi, Trần My nè, ba ra bẻn, vô. Mọi người muốn nghe làm hát không nào? Hoa mi hốt trong vườn thơ, hoa mi chớ vơ là em đó. Hoa mi hốt trong vườn thơ, hoa mi được. Con là tôi bà xàm cho bà nội. Dạ ba gì ra chưa ai trúng nè, chưa ai trúng nè, lẹ đi trúng em ghim rồi nè quý vị ơi, em ghim đây chưa ai trúng luôn. Ba gì ra con, ba gì ra, lẹ lẹ em ghim, em vô sản phẩm ngày hôm nay quý vị ơi. Lẹ lẹ ngày hôm nay là tấm trắng quý vị nha, ai cần tấm trắng thì báo em tiếng. Tấm trắng cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Dành ra bạn nào mà đen quá, má nào mà đen xì lý, má nào mà tao nói đi chợ đi Vũng Tàu rồi mà đen quá thì ở lại chơi với em ngày hôm nay. Ai đồ tóc đẹp quá, cảm ơn em. Em xem thôi, mốt em chơi được không? Được em ơi, nhưng mà xe chim cho anh đi. Trúng quá, trúng rồi. Tô Quỳnh mày chăng mày trúng quá. Số gì ra, số gì ra, con số gì ra. Lẹ lẹ lẹ, ủng hộ cái gì. Chưa ai trúng nè, chưa ai trúng luôn. Đờ Tờ Nguyễn trúng rồi nhưng mà không cho trúng nè. Đờ Tờ Nguyễn nó trúng hoài đúng không? Không cho trúng nữa. Tới nhà đi, tới nhà. Đờ Tờ Nguyễn trúng nhiều quá không có cho trúng nữa. Rồi comment giùm cho em. Hát bài hát nổi mẹ ơi, khô họng rồi. Khô họng rồi. Ngày nay tâm sự nha, trúng được 100.000. Trời ơi 100.000 liền. Con Thanh Duy gì 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 vậy. Mày đánh đề hả? Ok Ngọc Châu để số điện thoại giùm cho anh luôn. Cảm ơn vậy. Em muốn Acer Skin đúng rồi. Ngày hôm nay là Lâm Lạc Acer Skin. Đây Mỹ Dung Trần đây. Ok thấy Mỹ Dung Trần rồi. Game. Kiểm tra giùm Lâm nè. Mỹ Dung Trần nè 31 tặng 100.000 liền tay. Đờ Tờ Nguyễn đáng lẽ nó trúng rồi, đáng lẽ nó trúng rồi mà không có cho trúng nữa, bây giờ trúng hoài, ta dân trúng ta chửi. Một là con Tô Quỳnh, hai là quỷ Đờ Tờ Nguyễn, hai đứa thay phiên nhau trúng hoài. Dạ thì bây giờ em xin kiểm tra Nhung Trần nha, Nhung Trần à, Mỹ Nhung Trần nè. Mỹ Nhung Trần chụp màn hình lại chơi, tao tháo game đi nha, tháo game đi nha. Chị Mỹ Nhung Trần chưa chia sẻ nè, chia sẻ làm sao em chia tiền cho chị đây. Nãy là tôi, anh kêu là gì? Con Mỹ Nhung Trần hả? Còn cái không chuyển tiền cái chị đàng hoàng. Trời ơi, vậy là chị không được nha chị nha. Mé chữ là mê luôn hả? Ê. Bỏ game nè. Mạnh Linh ơi, vô kiểm tra cho Mạnh Linh. Mạnh Linh nè. Mạnh Linh vô anh game là nha, Mạnh Linh nha. Trời ơi, cái gì mà không cắn gì hả? Trời ơi, mặt em cưng lắm nha quý vị nha. Trời ơi, em nó đẹp trai lắm quý vị. Dạ, cạo râu đi anh. Dạ, lát xong đây chim em cạo râu nha. Nha, mọi người đừng có bình tĩnh đi.
Mọi người cứ bắt em là thay đổi đầu tóc, cạo râu, đồ đàng hoàng, cầm hoài, em mệt ghê vậy, Quang Đức đồ nè, rồi. Rồi bản đồ nha, cho một ly nước nóng cái này được không? Vừa like vừa nói. À. Áo đẹp dữ vậy hả? Em nhiều áo đẹp nha. Hồi nãy là like trước là cái áo khác, bây giờ là cái áo khác. Một ngày là 4 like là 4 cái áo nha. Ngày 5 like 5 cái áo. Ngày nào mà không like ở trần. Dài, ok, dài, bộ bộ cũ hả? Ok, Phương Thảo cảm ơn vậy nữa hả? Chơi nữa chứ trời, chơi nữa. 31 nè, rồi bây giờ mọi người share chim cho em. Thì bây giờ em like sản phẩm tắm trắng hay skin. Thì anh chị em nào cần tắm trắng thì báo giùm cho em tiếng. Bây giờ gì nhìn em đẹp trai thôi. Chút nữa em cởi đồ ra, em sẽ thoa tắm trắng này lên. Nó sẽ làm cho em đen thui tù lùi. Mà khi mà em cạo ra cái nó sẽ trắng tròn, nọt nò. Trắng tròn nọt nò nhớ gì nha. Nói tiếng Pháp đi hả? Ba đa bẻn, giờ anh Lâm đâu hả? Kể tôi đi. Đây, một bộ đây, một bộ đó, một bộ đây là một bộ tắm trắng Air Skin nha, một bộ như vậy nha, 490 ngàn một chai. Thì bây giờ anh chị em nào mua hàng thì comment giùm cho em, ủng hộ giùm cho em lẹ lẹ đúng gì ơi, lẹ đi trời. Đây đương chim đi, mệt ghê luôn á trời ơi. À nè, bán cái gì là đội cái đó, bán cái gì là đội cái đó, trắng quá trời hả? Trời ơi em đẹp lắm nha quý vị, bữa nào thanh áo Ali áo bớt à, chịu không, mua không, áo gì anh mua không, mua không? Áo là nhà thiết kế riêng cho em nha. Trời ơi, áo Bảo Lâm là ta nói giải là giải Hàn Quốc. Giải Hàn Quốc chứ không phải Việt Nam không có nha. Việt Nam không có. Trung Vũ nè, quỷ sứ nè, ai chửi tôi hoài vậy? Giá bán một chai. Thì bây giờ chị em nào mà mua hàng thì em sẽ làm thơ tặng mấy chị ủng hộ giùm cho em đi nè. Dạ cô giáo em chào cô. Bao nhiêu một chai từ từ điểm chị? Anna Hải Thuận nè. Cô ơi, cô khỏe không cô? Đây. Chết mẹ, chim em chết rồi gì ơi. Chim em chết rồi. Chơi tiếp đi anh hả? Không, em ăn đồ xíu. Răng anh trắng quá hả? Răng anh trắng là nhìn răng sứ đó em. Mạnh Linh Bùi nè, Mạnh Linh Bùi thiệt hay nhân viên vậy? Nha. Mạnh Linh hay nhân viên vậy Quỳnh? Mạnh Linh không biết nữa. Mạnh Linh tao mới chơi nha. Khoe vú đi anh không phải làm gái nha mấy em nha. Bắt đền nó nãy comment trước hết, tụi tụi đi em, tụi tụi nhọn tụi nhìn mạng đồ này nọ nó phải tại anh đâu. Áo đẹp quá không? Trời ơi, áo em đẹp lắm, áo em đẹp lắm, em có rất là nhiều đồ đẹp lắm. Rồi bây giờ em sẽ bán đồ nha. Anh chị em nào cần đồ thì để số điện thoại giùm cho em. Anh Nhậm tóc đen đẹp quá không? Dạ tóc trắng, tóc kia bị hư rồi. Ok, cảm ơn mọi người. Dạ chào em. Cái đầu em hả? Dạ cô khỏe không? Dạ mai mốt gắn cái đồ phong thủy lên cho em like cho cô nha. Mình gắn lên. Cho quỷ cái chim nó bay. Nước nước ấm không vậy? Coi chừng phỏng nhi nha. Duyên quá là duyên rồi. Xe chim đi. Bùi Mạnh Linh ơi, comment em ghim lại nha. Bùi Mạnh Linh ơi, để ghim lại Bùi Mạnh Linh đây. Nè nó bay mà nó đánh vô cái bẹp 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 đâu nào vậy? Cho em cái bông màu đỏ hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngon ăn vừa miệng hả? Mạnh lên ơi, vô comment giùm Mạnh Lâm đi. Mạnh lên ơi, Mạnh lên ơi. Cạo đâu cho đẹp hả? Rồi xong đây chim này em cạo đâu? Là cạo đâu? Ê sao nay nó bị đớt nhiều quá ta? Đúng không? Chết mẹ rồi, có đứa nào cho ngãi luôn mà sao nay nó đớt quá ta? Chim hả? Để đâu già hả? Kệ em đi, kệ em đi. Xe chim ủng hộ giùm cho em cái gì nha. Bây giờ em sẽ mặc đồ ba lỗ và em sẽ test tấm trắng cho gì coi. Thì bây giờ anh chị em nào mua hàng thì ủng hộ giùm cho em. Mà em nói gì cái tấm trắng này cực kỳ ok đây. Mạnh Linh đã comment rồi. Ghim. Ghim. Ghim rồi đúng không? Rồi cảm ơn mọi người. Quá duyên hả? Quá duyên thì ủng hộ giùm cho em. Sao chim bay được thế? Em chơi ngải đó vậy. Em chơi ngải, em nhả ngải rồi chim nó tự bay liền. Nó tự bay liền. Lâm Mỹ Lắc đúng rồi, em là Lâm Mỹ Lắc như vậy nha. Rồi, đây. Cái tấm trắng này hết rồi. Còn cái nào nữa không? Đạt ơi, lấy một chai tấm trắng mới. Buồn anh lên đây hết rồi anh ơi. Hết à? Lấy đồ cắt ra đi, cắt ra xài. Để hết sao? Cái này là em đang xài gì nha, em đang xài cái đó là nó hết rồi. Khi mà mình xài mà gần còn cái đít đó, mình muốn tiết kiệm. Cái mình lấy cái dao của mình cắt ra, mình cứ khứa ra. Mày lấy tao cái kéo luôn Đạt ơi. Chim xa cá lặng hả? Đúng rồi, Kumathon, em mới chơi Kumathon luôn. Trời con chim hả? Yeah, ủng hộ giùm cho em. Thì bây giờ em sẽ mặc áo ba lỗ và em sẽ xức này lên. Quý vị ơi, nó rất là trắng luôn.
Chị em nào mà đen là phải nên sử dụng cái này nha mấy chị nha. Dạ. Xíu hát bài nghe ok em. Anh Lâm Đồng Nai nha, cảm ơn em. Dạ cái này là 490 ngàn. Dạ đây là cái dòng thương hiệu quý vị nha. Cái dòng thương hiệu Hàn Quốc, cái con quỷ này nó ồn quá. Quỷ cái này nó ồn ghê luôn. Áo đẹp hả? Dạ cảm ơn. Một chai bao nhiêu? 490 ngàn. Thì bây giờ ai mua thì để số điện thoại giùm cho em, thì bên em sẽ có người alo cho mọi người. Hát bài anh Dương Lâm Đồng Nai hả? Anh Dương Lâm Đồng Nai. Da ổng đen mà ổng lại quảng cáo. Thôi da anh dèm nó còn nói đen Quỳnh ơi. Bị điên à? Da tôi dày mà nó còn nói tôi đen thiệt sự luôn á trời. Ai trắng nữa. Em cắt cho. Không, anh thích anh cắt. Ê như là mình cắt thương hiệu của người ta. Quý vị cái này là em đang xài nha. Em đang xài. Mà bây giờ gần tới cái đích rồi, gần tới cái đích rồi. Mà bây giờ là mình bỏ thì nó ổn. Tại vì nó cũng 490 ngàn. Trong đây thì cũng còn 30 ngàn. Thì bây giờ mình xài, mình tiết kiệm giùm cho em, mình cắt ra. Này quên cắt cho mày. Cắt chừng vô tay nha. Đúng rồi, vẫn còn khuyến mãi. Anh chị em nào cần khuyến mãi thì để số điện thoại giùm cho em nha. Để số điện thoại, bây giờ em cởi áo ra, em sẽ test chỗ gì coi. Chim nhức cả đầu hả? Ờ, chờ em xíu đi. Đó, em sẽ để giày, em sẽ cởi đồ nha. Để cho mọi người đỡ thấy vú em nha. Ha ha. Dạ. Cô ơi, cô Anna Thái Thuận ơi, cô khỏe không? Thầy kêu con qua hoài mà con không có thời gian con qua cô ơi. Giọng con giờ hột luôn rồi cô ơi. Hột quá hột rồi. Rồi bây giờ mấy chị nào mua hàng cứ để số thoại giùm cho em. Đúng rồi, khoe thân. Là cái này là mình sử dụng là nó rất là trắng. Bây giờ anh chị em nào mua hàng thì comment giùm cho em đó. Mình cắt ra nó sẽ đen đen như thế này. Và cái chai bình thường nó đẹp như thế này. Chai mới đây, chai mới đây. Này là chai mới nha. Còn chai này em xài còn vô đây thì em sẽ cắt ra. Mình tiết kiệm nha vậy nha, tiết kiệm. Trời ơi cái này xài ngon lắm vậy. Là đặc biệt là mình có thể xài mặt đồ luôn. Quá Khánh mập nè. Chào Quá Khánh mập. Dạo này còn mập không em? Rồi, em tư vấn cho mọi người nha. Bây giờ mọi người thương em, ai mua hàng thì comment giùm cho em. Bên Mạnh Linh Bùi Salo cũng như tư vấn cho mọi người. Cái này là xài nó rất là đen nha vậy nha. Mình xức lên, mình như một con mồi vậy đó, như một con mồi. Và khi mà mọi người rửa ra cái thì nó rất là trắng nha. Bây giờ em sẽ thử cho gì coi. Bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em. Anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại bên Mạnh Linh Bùi xa lô cũng như là tư vấn cho mọi người nha. Mọi người ơi bình tĩnh đó mọi người nha, bình tĩnh nha. Trắng lắm, phải trắng luôn, trắng luôn. Ừ. Dạ mấy chị ơi, với giá 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Kể cho mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Siêu trắng mấy chị nha, đây là sản phẩm là từ Hàn Quốc 100% nha cả nhà ơi. Anh Lâm mập hả? Đúng rồi, bữa nay anh Lai giảm cân á. Anh Lai giảm cân cho nên anh Lai mập một xíu. Đây, sức lên. Thoa lên. Đáng lẽ là mở tình nhi nữ nữa, nhưng mà em sẽ không làm như vậy nữa. Hồi nãy em múa quá. Cái tao nói trời bê đê bê đê bê đê. Bây giờ em không múa nữa, em không múa nữa. Để em chứng minh mọi người thấy em không bê đê. Dạ. Đọc kịch bản mới chưa má? Binh râu là ai vậy? Kịch bản nào vậy? Kịch bản nào bà nội? Đây, cộng đồng tài với em đây. Em vừa thấy vú của anh hả? Cho em thấy luôn, cho em thấy luôn, anh không sợ luôn. Tụi bị mập đó em á, tụi bị mập á như con heo mọi. Kệ tôi đi, đừng quan tâm tôi. Kéo bình luận qua giùm anh coi. Kéo bình luận qua giùm anh Quỳnh. Tôi dừng tắt nha, đúng rồi. Đó, mình sức lên nha, sức lên. Mình xoa đều lên nhau vậy nha, mình xoa đều lên. Thì lập tức cái tin chắc đây là than tre, than hoạt tính. Đây là có một cái tấm trắng hàng ngày, một cái tấm trắng hàng ngày. Một cái này là một lần, này là một lần, này là hàng ngày. Là nó tổng cộng là một loại là có 4 chai. Là cho bao đi ban đêm, với cho bao đi ban ngày nữa. Là nó có 4 loại luôn. 1.470.000. Mà ngày hôm nay mọi người mua hàng là sẽ được free ship nha. Free ship cho mọi người luôn. Mọi người ơi bình tĩnh không? Mọi người. Tóc em đẹp quá ha. Em nhìn như cậu bé bút chì kiểu gì. Em rất là đẹp luôn. Mình tắm lên, mình to lên.
mình xoa lên, mình xoa đều lên nha, mình xoa đều lên giùm cho em. Lát mình tắm cho nó đã lắm quý vị. Ôi trời ơi mọi người ơi. Đó, mình xoa lên. Lát em đi gặp khách hàng đó, cái mình trắng cái khách hàng, tao khoái liền quý vị, tao khoái mình liền, đúng không? Dù nhiều khi mình đen quá, tao nói mình dơ. Đó, mình chét lên. Chét lên, mình tắm trắng 15 phút nha, 15 phút nha, 15 phút nha. Chết cha dính này Quỳnh ơi. Mở à? Sơn lại. Đâu vậy à? À, đây rất là trắng luôn. Lát em sẽ cào cho quý vị coi. Bây giờ em sức mặt cho quý vị coi nha, quý vị khoái mặt không? Cái này là cái body thôi, body thôi. Nhưng mà đặc biệt chúng ta có thể sức mặt được luôn, sức mặt được luôn nha quý vị nha. Bởi sao? Nó rất là an toàn. Ví dụ như nhiều khi mà mặt mình đánh phấn mộng ăn, mặt mình mà tế bào chết nhiều quá thì cái lâu lâu mình sử dụng giùm cho em, lâu lâu cái em với bộ em sức lên thì em sức mặt em luôn. Bởi sao? Nó rất là an toàn. Quý vị coi từ đó tới giờ em like tắm trắng là không vì em sức mặt, riêng cái dòng sản phẩm em sức mặt. Bởi sao? Em đã công nhận, dạ em đã công nhận nhau gì nha. Em là gương mặt đại diện cho đây. Một năm trời là em làm gương mặt đại diện. Mọi người bình tĩnh nghe em nói không? Quý vị, gì ơi, bình tĩnh không? Kéo qua, kéo mình lần qua, lần qua. Mệt quá, mệt quá. Phải xài cả bộ, dạ không, xài một chai cũng được rồi. Dạ, một chai cũng được rồi. Răng anh trắng quá, anh đẹp không em? Anh đẹp không? Dương Ngọc Diễm ơi, lâu quá sao bốc live stream vậy? Ok, anh chị em mua hàng thì comment giùm cho em. Nè, xài mặt được nhau vậy nha, xài mặt được nha. Rồi, mở cái chai Quỳnh ơi. Mở cái mặt đây. Xài mặt nha, mình xài lỗ tai giùm cho em, mình xoa lỗ tai giùm cho em luôn. Da sẽ rất là trắng cực kỳ mềm màng, con trai bị đeo môi đều sử dụng được hết. Nghe, ờ, Diễm ơi, uống Diễm nó bán gì quên rồi Quỳnh. Phải không? Đó, mình sức lên, sức lên. Sức lên mấy má ơi, sức lên. Trời ơi à. Đó, một ngày là phải tắm 3 chai gì ơi, 400 triệu ngàn mà tắm rất là lâu luôn. Nghe quý vị ơi, quý vị bình tĩnh không? Ok, Thiên Phong Hải số thoại nè, cảm ơn em. Tao bán đồ, cái bắt tao nói tiếng Pháp hoài, đứa bay rảnh quá tụi bay ơi. Đây, đó, quý vị sức lên giùm cho em. Và mình sức để cho 15 phút nha quý vị nha, để 15 phút là da mình trắng lắm mấy má, trắng lắm mà nó cực kỳ an toàn cho mình luôn. Vừa tắm body vừa tắm mặt được luôn. Trắng da mình bằng da sáng da đẹp da. Trời đất ơi, phải tắm thôi. Thời buổi là phải tắm. Mèo điên để số thoại, cảm ơn vậy. Sữa tắm hàng ngày là 490 ngàn. Có duyên hả? Dạ em cảm ơn nè, miêu phận nâng nè. Em có duyên đúng không mọi người? Cô em đang coi nè, cô ơi con có duyên không cô? Lỡ sức lên môi thôi mấy mẹ ơi. Đi uống cộng long tài hả? Một chai ok Uyên Nhi số thoại nè. Ok Quỳnh Dạ Thảo số thoại luôn nè. Cảm ơn mọi người. Anh chị em nào mua hàng thì comment giùm cho em là bên thằng Mạnh Linh Bùi nè, mình tắm mình sức lỗ tai giùm cho em luôn là mình kỳ ra nó trắng lắm mấy má ơi. Trắng lắm. Dạ với giá 490 ngàn một chai, ngày nay mua được free ship nha cả nhà ơi. Trời ơi, qua mua quá trời quá đất luôn kìa. Cô giáo, trời cô giáo em mua hả? Trời cô ơi, cô mua làm chi cô? Trời ơi, để mốt con qua con đem cho cô nha, cô nha, cô không cần mua đâu cô ơi. Cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em, inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em cả nhà. Trời ơi, nó trắng lắm mấy chị ơi. Trời, vô duyên. Mạnh Linh nhắn quá trời. Gì? Đặt bên đây quá trời. Mạnh Linh ơi, à, chắc kỳ này em lên lương cho anh nha, bên tin nhắn anh quá trời, anh phải rep. Thường thường anh đi show, em hiểu không? Nhưng mà trong khi anh nghỉ ngơi thì anh phải rep inbox cho em. Là anh phải kiểm tra tin nhắn cho em thì bây giờ em cho anh thêm chút đỉnh. Hèn quá không Quỳnh? Bị hèn hả? Kỳ á. Ok Hồng Nhung, dạ mấy chị nào mua mấy chị comment giùm cho em nha. Em thiệt, em khổ lắm mấy chị ơi. Em thiệt luôn á. Nè, sức lên. Than tre nha quý vị nha, lộn than hoạt tính chứ không phải than tre. Đúng rồi. Cô ơi, bữa nào con qua con đem cho cô một bộ nha cô nha, cô nha, cô nha. Một bộ được tặng gì Lâm? Một bộ thì mọi người sẽ được tặng một cái gì quên mẹ rồi. Mày lấy quạt máy cho nó khô nhanh giùm tao coi. Cả nhà mình mua một bộ với giá 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà nha. Đúng rồi, Tú Nguyễn nè. Mà được free ship luôn nha cả nhà ơi. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc 100% nha mấy chị ơi. Đó, bây giờ em sẽ lấy quạt máy em quạt cho nhanh như vậy nha, mình có thể tắm trắng khô. Vô chị em làm hay nhổ lông nách đồ nhiều đó, mà nách mà bị đen, bị thâm, bị thẹm đó, thủng đó. Thì mấy chị sức vô giùm cho em. Thì lập tức mình sẽ có một cái làn da nách trắng sáng và không bị tì vết. Dạ cả nhà mình 490.000 một chai, cả nhà mình có thể mua lẻ một chai tắm trắng sử dụng trước giùm em, hãy mua bộ cũng được. Kim em, cảm ơn Kim em một cái ủ mấy chị mua, mấy chị phải mua giùm cho em nói mấy chị nó trắng lắm, thời gian đủ rồi. Đây, mấy chị mình xài giùm cho em nè.
em like nó có tâm cho chị nha, kéo màn hình đi giùm cho anh gây, anh phải đứng về anh nói chuyện mới được. Nè mày gạt lên nè, nè nè lấy con mặt nè, mày cầm này lên mày đẩy lên nè cho đứng lên. Thằng con nó ngu, nó đúng ngu luôn, mày lấy đi. Ừ đây có gì thấy không, là mình xích giùm cho em, lấy tao ra đi cút xéo. Đây có gì thấy không, là nó rất là trắng, mình xài giùm cho em, mình soi lên giùm cho em. Em thì nhìn như ông kẹ đó, nó rất là trắng là xài đó. Mình để chừng 15-20 phút thì em đứng như vậy, gió nó luồn vô cho nó mau khô, nó mau khô nha. Mở quạt ồn mấy má ơi, tôi mở quạt cho nó khô nhanh nè, cho nó khô nhanh, nó thấm vô nhanh nha nha. Bình tĩnh không, mọi người bình tĩnh giùm em không. À, Quốc Duy nè, anh chị em mua hàng thì comment giùm cho em, để số điện thoại giùm cho em. Cái này không đi nắng trộn quý vị ơi, nếu mà nám là em là hết bà đầu em luôn nè quý vị. Quý vị cái mặt em mà bị nám là quý vị nghĩ sao? Dạ mà quý vị ơi, da mặt em nó đẹp lắm. Dạ ok, Bùi Nguyễn Giáp để số điện thoại. À, đúng rồi, mua để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. 490.000 một chai, cả nhà mình mua ngày hôm nay được free ship toàn quốc nha. Cả nhà mình inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em được tư vấn những cái sản phẩm Hàn Quốc này nha cả nhà ơi. Mà mình xức lên là mình thoa lên giùm cho em, là mình thoa đều nha mấy má nha, thoa đều lên giùm cho em đó. Dạ cả nhà mình chỉ cần xức lên để khoảng 15 đến 20 phút sau đó đi tắm lại giùm em nha cả nhà nha. Bật tông rõ rệt, trắng cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Là lát em cho gì coi, em gỡ cho gì coi, là nói có sách mắt có trứng chứ phải là nói tào lao như vậy nha. Đây mình thoa đều lên cho em, ví dụ ai ở nhà thì thoa lưng thoa ơi giùm cho em, còn bây giờ em sao thoa lưng đây, thoa không được. Thì dù nhà mình có chồng có con thì mọi người kêu ê chồng mày lên tao biểu nè, mày lên mày lấy cái này tắm trắng mày thoa lưng giùm cho tao coi, là ai mà có chồng thì nói vậy. Dạ nam nữ thì đều sử dụng được hết nha, đặc biệt cho những anh nam nào mà da mặt bị đen, body bị đen là mình sử dụng được luôn nha mấy anh ơi. Lâm Thắng nè, Lâm Thắng bán trà sữa nè, dù nhiều khi mình bán trà sữa ngoài đường ngoài xá kêu trà sữa đây là bị đen quá đúng không, là mình phải sức lên nha. Thành Tuất Nguyễn nè, đặt mấy ngày có ở Sài Gòn là có liền, ở Sài Gòn là có liền cho mọi người, nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho em, xe lẹ chim nhanh tay lẹ chân. Thanh Thủy ok em, tội em Lâm hả, có đâu tội em, chỗ này niềm đam mê của anh mà tội gì em, có đâu tội cưng. Gì cũng bé kỳ quá, tưởng vô nó nói tội, nó nói gì nhiều cái thì tôi cảm thấy tôi khổ quá trời. Mấy má ơi, cái này là cái yêu nghề của tôi nha, nha không ai xe ai không biểu tôi á, tôi tự tôi tắm lắp tôi đi rửa luôn, hiểu không, hiểu không, hiểu không. Dạ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi, 490.000 một chai, đây là sản phẩm tắm trắng Hàn Quốc hàng hoạt tính nha mấy chị ơi. Học sinh có giảm giá không, không như vậy nha, cảm ơn. À, mấy con nó quỷ công an hoài vậy, mấy anh công an là phải mua em, tại vì nhiều khi mấy anh đứng ngoài đường mấy anh bắt xe đó, cái mấy anh bị nắng quá, nghe xuống giùm đây. À, mấy anh bị nắng quá thì mấy anh phải sử dụng giùm cho em. Ok, Linh Trần số thoại lanh quá ha, cảm ơn chị, trời ơi bình thường em lanh lắm nha chị nha. Bây giờ chị Nông giống Mỹ ha, em giống Mỹ không quý vị, một chai là tắm liền, trắng liền, trắng liền, xài giùm cho em là mê liền, chết mê chết mà liền, mình để khô giùm cho em kỳ kiểu gì coi nha. Uyên Lê chào Uyên Lê, hai chai bán luôn, dạ một chai bán luôn hai chai, là em ship cho chị hai chai ship luôn, một bộ là 1.470.000, là gồm 4 chai. Khi mà người mua 4 chai thì bên em sẽ tặng cho chị thêm một chai tẩy bầu chết nữa, dạ tẩy là tặng luôn. Dạ một bộ là gồm 4 chai, là gồm 2 chai kem body ban đi và ban ngày và 2 chai sữa tắm trắng hàng ngày và tắm trắng một bước nha mấy chị nha. Dạ có sĩ không anh, à, Bảo Ngọc ơi, nếu mà sĩ thì em liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho anh Lâm nha. Đam mê với má tôi là tôi làm đam mê nha. Idol của em lanh quá hả, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ đi ngoài nắng là không ăn nắng giùm cho em, bởi sao em quay ngoài nắng rất là nhiều. Mà nếu như là ăn nắng là coi như là banh rạp như vậy nha, banh rạp luôn, ủng hộ giùm cho em. Trời ơi em rất là dễ thương, mọi người ủng hộ giùm cho em đi mọi người ơi. Dạ mọi người đặt hàng inbox trực tiếp cho Bùi Mạnh Linh giùm em để tư vấn kỹ hơn mấy chị ơi. Còn ai mà muốn đặt hàng cũng inbox trực tiếp cho Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Rồi, Bùi Mạnh Linh đi làm hả, ok. Rồi bây giờ lát em tắm em sẽ live stream, em tắm em live stream cho mọi người để mọi người coi thu hàng ok. Xe chim xe ơi giùm cho em đi mọi người ơi. Dạ. À ok ok, Phương Ly để số điện thoại nè. Phương Ly quả thực xinh ghê, đã mua tắm trắng Phương Ly đáng yêu. Đúng rồi, mọi người bó cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Tuần tắm 2 lần giùm cho em, bắp tay cuồn cuộn hả, trời mấy em không có tập gym gì. Trời ơi mấy em không có thời gian tập gym hết, chứ em mà tập gym em đẹp lắm nha mọi người ơi. Em rất là đẹp. Em đẹp lắm. Em đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người ơi đẹp lắm, em đẹp lắm nha. Mọi người ơi. À, có ship ra Bắc không? Em ship ra mọi miền quê hương Tổ quốc. Ngoài Bắc, ngoài ơ, ngoài Tà Thơ, ngoài Tà Nội, Tà Nói, Tập Trăng, Cà Mau, Kiền Giang, em ship hết cho quý vị luôn. Dạ. Ủng hộ đi vậy. Dạ cả nhà mình ủng hộ nha mọi người ơi. 490.000 một chai, cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000, cả nhà mình được tặng ngay một chai tại tế bào chết trị giá 490.000 nha. Sổ hộ nghèo là ta nói ta tắm cái gì? Hộ nghèo khỏi tắm đi. Trời ơi, nó trắng lắm mọi người ơi. Nghèo không lo đi làm đâu, tắm trắng. Xàm không?
Thì tôi chửi là đúng rồi, nửa chai không bán như gì nha, ủng hộ giùm cho em đi rồi. Dạ mọi người mua một lẻ một chai tắm trắng sử dụng trước cũng được nha mấy chị nha. Dạ dòng kem body ban đêm, ban đêm bên đây là ban ngày, là có tính chất chống nắng cho cả nhà mình luôn rồi nha cả nhà ơi. Đây cái phao của anh rồi. Cái gì? Cái phao. Bơm chưa? Bơm mà đâu? Mà đâu? Cái sao vậy? Chỉ là anh bằng giọt. Thôi mấy bạn kêu tắm rồi, mấy bạn kêu vô toilet tắm thì mấy bạn kêu mình vô toilet tắm đúng không? Lát mình tắm cho mấy bạn ngon. Ơi ai cắt tóc đẹp vậy hả? Tự cắt á, tôi cắt hay mấy mẹ, tự tôi cắt nha, xíu qua Mỹ được luôn. Này chi mà thấy ghê vậy hả? Rồi để từ từ đi lấy em kỳ vô gì coi, không trắng em hoàn trả tiền. Trời ơi 5 phút thôi, chờ em xíu đi, chờ em xíu. Bao nhiêu tiền một chai? 490.000 một chai. Hai chai là tự tính giùm cho em, 4 chai là 1.470.000 nha. Tặng thêm chai nữa mấy mẹ. Dạ body ban đêm và body ban ngày là sự cực kỳ hiệu quả, cực kỳ trắng cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Dòng kem ở đây là mình xức cho nó không hề bị nứt nha mấy chị nha. Nè bây giờ quý vị cho em xin ý kiến quý vị nha. Bây giờ quý vị muốn là em kỳ ra đây hay là em vô toilet em tắm? Quý vị cho ý kiến đi. Nhìn anh đẹp, anh nhìn anh đẹp, ngây thơ hả? Em rất là ngây thơ. Em vẫn còn trong trắng như vậy nha, em trong trắng luôn, em chưa biết mùi vị cuộc đời. Em còn nguyên chất. Hoàng tử livestream ơi, cảm ơn mọi người đó nhiều. Quang Quy số điện thoại luôn, cảm ơn mọi người đó nhiều. Tắm bùn em đắt, đúng rồi, bây giờ em sẽ tắm cho gì coi. Em sẽ tắm da, em sẽ tắm da. Ok, chị Thảo Phạm ơi, để lại số điện thoại giùm em nha. Cả nhà mình ai mà đặt hàng em muốn được tư vấn cứ inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em đi nha cả nhà ơi. Nè quý vị coi nó bong chóc nữa vậy, nó bong chóc nè, nó trắng lắm quý vị ơi, nó trắng lắm. Tắm like luôn hả? Like tắm luôn hả? Ok em. Rồi rồi like tắm nha. Quý vị bây giờ gạt bình luận qua bên đi. Nè quý vị coi nè. Trời ơi nó trắng lắm mọi người. Là bây giờ em sẽ kỳ ra. Em kỳ xong bây giờ cho toilet đi. Bây giờ tự nhiên hứng khởi trong người vô. Bây giờ qua toilet bên kia sẽ up giùm cho anh sạch sẽ xem toilet nào đẹp mình. Bên kia qua bên kia. Đi. Mày qua bên kia mày dọn dẹp tao đem hai cái đèn qua bên ta đi. Đây giờ em sẽ vô toilet em tắm cho chị coi nha. Trời ơi, cái này không trắng là không trả tiền. Không, cái đồ gì chị không trắng. Đúng không? Không trắng không trả tiền. Không. Không trắng trả tiền lại. Không trắng trả tiền lại nha. Kỳ ra. Đó, kỳ ra. Đó, mình kỳ ra giùm nha. Đó. Thằng Linh gì nè, con tôi nè. Kỳ ở đây đi anh ơi ạ. À. Ok kỳ ở đây. Miệng thích cưng hả? À. Một bộ dạ, à, mua hai bộ có tặng không? Dạ có tặng một bộ được tặng rồi. Em xài tới bờ lăng nhưng không hiệu quả. Xài thử cái này giùm cho anh. À, Thơm Nguyễn hả? À, ok em. Rồi ủng hộ giùm cho em. Xe chim xe ơi giùm cho em. Bây giờ em sẽ đi tắm. Em đi tắm nhìn bao nhiêu phút rồi? Rồi đủ rồi đã, ngon rồi đã, ngon rồi đã. Ok Di Quang số thoại luôn cho em tắm trắng sẽ tắm luôn. À, để em ngủ. Di Linh ơi bây giờ là bên inbox của anh quá trời luôn nè. Anh bóc của anh bây giờ là quá trời quá đất luôn rồi. Bây đúng giờ rồi, mua một chai được tặng bộ, mua bốn chai được tặng một chai nha cả nhà. Cho coi anh bóc đi, cho coi anh bóc đi. Giờ kêu nó tăng lương cho mình, hiểu không? Nè, nhiều lắm. Nãy giờ. Nãy giờ nè. Xin số hội nè. Tư vấn nè, mà tôi không có bán đó trời, tôi không có bán đó. Này là phải đưa tiền thêm mới trả lời, hiểu không? Chứ bình thường ai mà đánh trả lời mấy này? Đúng không? Này không tôi cần căng mắt. Đó nè, được tặng sữa tắm nè. Đó, 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 ngon nha Bùi Mạnh Linh ơi. Nè. Nè, ê, bình tĩnh không Bùi Mạnh Linh? Bùi Mạnh Linh. Nói chung là bây giờ em sẽ đi tắm cho gì coi. Cái này là tự nhiên bây giờ em hứng khởi lên. Tại lát em đi gặp khách hàng. Cho anh miếng nước khỏe nữa nghe mình. Em đi gặp khách hàng. Xong rồi mà em phải trắng. Thôi con em bây giờ nó heo nghề lại trim của em luôn rồi. Mở cửa quên này. Cái con quỷ này gọi đầu cái gì? Cái vỏ tắm trắng người ta mà gọi đầu cái gì? Bao nhiêu tuổi dùng được? Dạ 12 tuổi trở lên là sử dụng được. 12 tuổi trở lên là sử dụng được nha. Nha. Bác Tuấn Thành em chào anh. Là bây giờ em sẽ vô đi chỗ gì coi. Trời ơi. Rồi bây giờ quý vị bình tĩnh không quý vị ơi. Mở đèn hết giùm ở ngoài chiếu vô đi. Việc nhẹ lương cao hả? Không có nhẹ đâu anh. Không có nhẹ đâu anh nha. Không có nhẹ đâu anh, thụ làm khổ lắm anh ơi. Rồi xe chim cho em tắm cho gì coi. Em mới lăn kim hả?
Em anh mới thay da đây, anh mới thay da của anh đây. Nhưng mà em biết không, nó rất là trắng này, mình xài là mê liền quý vị. Xài một lần trắng liền nè quý vị coi nè. Quý vị gạt bình luận qua bên đi. Đó, nó rất là trắng. Bây giờ mọi người gạt bình luận qua bên để chừng 15 phút. Đây. Nè quý vị coi nè. Nè quý vị coi hai cái làn da nó khác liền như vậy nha. Nó rất là trắng đây quý vị coi nè. Mình cần kỳ ra như thế này thì lập tức nó sẽ trắng cho vậy, cái làn da của mình sẽ trắng nõn nà đó vậy, thấy không? À, thấy không? Nè, rất là trắng. Và khi mà mình kỳ như thế này thì những cái tế bào chết sẽ ra hết, vậy thấy không? Ra hết. Và đặc biệt không châm chích, không gây ngứa nha. Lấy đèn qua thêm nhìn cho anh đi, bị tối nha. Lấy đèn nè rồi. Đây. Mọi người ơi, mọi người bình tĩnh không? Mọi người bình tĩnh không quý vị ơi? Em like này là em không bình tĩnh được. Em không bình tĩnh được. Tại sao? Nó quá trắng, nó quá trắng. Nè. 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 Làm một bộ của nó là 1.470.000, gồm 4 sản phẩm nha, gồm 4 sản phẩm. Quỳnh lấy cái bộ giùm cho anh luôn, anh làm sữa tắm cho mọi người thấy luôn. Cái này ai mua liên hệ Bùi Mạnh Linh nha, em không có bán như vậy nha, em có bán nha. Em chỉ là người xài và em tư vấn thôi. Em chỉ tư vấn với mọi người thôi. Xài mê liền, trời ơi. Mấy chị nào mà đen quá thì nên xài giùm cho em. Bởi vì sao? Nó sẽ làm trắng da, mịn màng da và sáng da đây. Mấy chị coi. Và khi mình sử dụng như vậy là mình kỳ nhẹ như vậy. Mình kỳ nhẹ như vậy đã trắng rồi. Và mình kết hợp với cái tắm hàng ngày giùm cho em. Tắm hàng ngày cho em. Và sau khi mà sử dụng tắm hàng ngày xong, cái mình kết hợp với body ban đêm, cái mình kết hợp với body ban ngày. Một bộ của nó là 1.470.000. Nếu mua một chai thôi cũng được, một chai thôi cũng được. Nè, ban đầu mình kỳ đây ra trước nha, kỳ ra trước. Xong rồi mình tắm giùm cho em. Gì con? Đó, mình kỳ ra. Nè, mấy chị nào mà da mới lăn kim thì đừng nên sử dụng mặt. Sử dụng mặt làm chi? Giờ em mới tẩy tới bầu chết đâu gì con nè. Nó rất là trắng đâu gì, thấy không? Trời ơi. Em uống nước nha, em uống nước tâm sự tiếp nha. Đây là cái nè, cái tắm trắng như gì nha, tắm trắng body ban đêm và body ban ngày luôn, mình tắm xong rồi như thế không. Đây, làn da chúng ta sẽ cực kỳ trắng. Bây giờ em tắm nước cho gì coi nha. Cái này là không ai suối, không ai biểu, không ai sai, mới khiến em trơn trọi. Nhưng mà cái này là em tắm để lát em đi gặp khách hàng luôn. Bởi sao nó rất là trắng và im ái cho da. Thì một bộ đó là 1.470.000, do Mạnh Linh Bùi bán. Anh chị em mua hàng thì ủng hộ giùm cho em cảm ơn mọi người. Em thì em có bán đâu. Đây, nhiệm vụ của em là nói chuyện thôi, để tâm sự mọi người thôi. Bây giờ em sẽ tắm nha. Cảm ơn 3.000 con người đã theo dõi em và coi em tắm nha mọi người ơi. Em đã chuẩn bị rồi đó. Một cái ca đó, em sẽ tắm nè. Đó, mình tắm nè, nè, tắm nè, tắm nè, đó. Mình tắm ra nha. Và mình chuẩn bị một cái bông giùm cho em. Xe chia giùm cho em nó vậy, xe chia cho mọi người biết. Ai mà cần trắng thì báo giùm cho em tiếng nhau gì nha. Không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Nó rất là hay quý vị ơi. Nè, trời ơi. Trời ơi à, trời ơi à, trời. Nè, nè, trời ơi à, trời. Đó, mình soi giùm cho em. Bây giờ mình rửa mặt trước nha, rửa mặt nha. Đó. Mỗi lần like này em khoái lắm gì, em khoái lắm. Tại sao? Tắm được tắm trắng luôn. Nhà nhiều khi ngồi tắm trắng cái vợ la, vợ nó chờ đàn ông trai cũng trắng hoài vậy. Nhiều tắm hoài cũng hoài vậy. Nó chửi em. Còn bây giờ em like cái tự nhiên có 2 trong 1 luôn. Cái mình vừa kiếm được công ăn việc làm, rồi mình vừa được điệu luôn. À, cái đồ vào rồi. Cái đồ đi ra. Mấy chị nào mua cứ để số điện thoại đi nha mấy chị nha. Đừng để cho em ở góc Quỳnh. Kỳ ra.
mình kỳ đó đó, nó rất là an toàn và dịu nhẹ cho da. Da mà đen quá thì nên sử dụng dùm cho em nha. Đây là cái chai sữa tắm màu hồng đó, khi mình tắm ra nó không hết về nó sẽ bám bám như vậy, thì mình xức cái chai màu hồng này lên. Cái chai màu hồng là sữa tắm hàng ngày cũng chung một bộ luôn, nó kết hợp và nó hỗ trợ với nhau cũng 1.470.000 luôn nha 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 nha. Mọi người ơi, em nè, con bé gì nè, bé BB gì nè, mới like nó xong nè. Ừ. Đó. Đây. Chất của nó là màu hồng như thế này. Đây, em cho gì coi. Cái chất nó là màu hồng như thế này, hiểu gì nha. Nó gồm hạt lựu đỏ. Này là mình tắm hàng ngày nha, là sữa tắm hàng ngày. Đó, sữa tắm hàng ngày. Quý vị ơi, thì mọi người xức lên giùm cho em, thì mọi người dùng cái bông tắm như thế này. Mọi người chế giùm cho em. Nè, em tắm nó hơi hao nè. Đó. Cho em cho mọi người coi cái chất của nó. Đây thì coi nè, mình tắm lên, mình xoa đều lên là nó sẽ tạo bọt chứ gì nha, nó tạo bọt. Đây, thấy không? Mà em nói vậy, nếu mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền của chị nha. Mà cái đây là cái dòng thương hiệu mà em like rất là nhiều, cứ tuần em like 2-3 lần vậy đó. Đó, gì thấy không? Cả nhà mình đặt hàng đó là số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Hoặc là có trực tiếp hay mua bệnh lên giùm em nha mấy chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà ơi, cho nên cả nhà mình sử dụng rất là an tâm nha. Gì đó? Bà tắm nè, bà tắm xong bà đi làm nè. Tài xế của bà Dương Quỳnh. Ủa gì hả? Cái sữa tắm này chúng ta có thể rửa mặt được luôn nha, rửa mặt được luôn là nó an toàn vậy. Mình có thể làm đủ thứ trò hết luôn, không sao hết trơn trời. Chân chơi gì nữa nha, ta đặt hàng giùm em hoặc là inbox trực tiếp cho em mua bệnh linh giùm em được tư vấn nha cả nhà ơi. Làm màn hình giùm mình đi. 490.000 một chai nha mấy chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà ơi. Đừng người đừng người đi. Đó, cái gì không? Siêu trắng mấy chị ơi. Siêu trắng mấy chị, em nói thiệt. 15 đến 20 phút thôi là da mình bật tông rõ rệt rồi nha mấy chị nha. Đây coi này, cái làn da của em nè. Giờ nó rất là trắng nha chị nha, mình xài rất là ok. Anh chị em mà mua hàng thì bây giờ comment giùm cho em. Thì bên Mạnh Linh Bùi xe alo cũng như tư vấn cho chị. Thì mình xài mình kỳ chỗ đen đen ra hết nha chị nha. Xài là trắng, cứ xài là trắng nha mấy chị nha. Thích lắm mấy chị ơi. Ừ. Đó mình, đâu gì không? Nó trắng mà trắng bóng cái làn da mình luôn. 490.000, bây giờ ai mua hàng thì comment giùm cho em. Thì bên nhân viên của Bùi Mạnh Linh xe alo cho các bạn nha. Còn em không bán cho gì nha, em chỉ tắm ngồi tắm chơi thôi. Cả nhà mình đặt bàn hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Ví dụ nhiều khi em không tắm dạng gì nó không biết nó trắng hay không, hay là người em có cái body có sức body lên hay không. Xin hứa quý vị là da em là da tự nhiên như vậy nha đó. Mình chỉ cần mình tắm lên như vậy là mình không có còn mình, nếu mà dưỡng da thì càng tốt, còn nếu mà ai không dưỡng da thì không sao như vậy nha đó. Yeah. Nó rất là trắng, rất là sáng, rất là mịn cái làn da của mình, lấy em cái khăn khô mình. Mình kỳ nhau gì nha, để nó bị dơ nha. Này, đây là mình thay nắp, mình mát, này thay nắp quá nè. Đó, mình lau. Lau sạch sẽ. Quý vị ơi, chiều nay mà quý vị thấy em không like là quý vị biết em trúng gió này không gì nha. Đó, chẳng không quý vị? Rất là trắng nha mọi người nha, mình xài mình trắng, mình xài hết body giùm cho em luôn. Cái đó làm cho da mình trắng lên, sạch sẽ lên, nhìn nó rất là sạch sẽ vậy, rất là sạch sẽ luôn. 490.000 nha. Thì bây giờ anh chị em nào mua hàng thì comment giùm cho bên em, đó gì thấy không? Mạnh Linh Bùi xa lô cho quý vị nha, Mạnh Linh Bùi xa lô cho quý vị. Trắng không quý vị? Trắng đúng không? Rồi sau khi trắng xong là bên đây cũng có kem body luôn, 490.000 body ban đêm cũng như body ban ngày. Nó có hai loại là 490.000 một chai nha. Thì mọi người xức lên và thoa đều lên giùm cho em. Là mình xài một bộ giùm cho em để dưỡng da và trắng da, sáng da, mịn màng da. Nhanh tay liệt chân, anh chị em nào mua hàng thì ủng hộ giùm cho em. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhanh tay liệt chân đi, còn chần chờ gì nữa. Chỉ 490.000 mà thôi. Thì chúng ta đã có một cái sản phẩm tắm trắng rồi. Mỗi ngày đấy.
Em lấy số điện thoại của mọi người rất là nhiều rồi. Trắng liền hiểu gì nha, trắng liền mà cực kỳ an toàn. Mặt em mới đăng kim, lăn kim là đừng có làm em ơi. Lăn kim mà da mình đang mỏng quá thì em nên đừng có nên sử dụng gì hết trơn trời. Cứ để da làm tự nhiên đi nha cưng. Tuần tắm 20 lần giùm cho em, không có trả giá đó má ơi. Cái này là của người ta bán, tôi có bán đâu mà trả giá tôi chi. Dạ. Đó, có gì không? Là mình tắm nó như vậy là da mình đã bật tông và trắng sáng cực kỳ rồi. Trần Minh Đạo để số thoại, lạnh quá và rất là lạnh như vậy nha. Ngồi live stream như thế này rất là cực luôn mọi người ơi. Nhưng mà em cũng vẫn ngồi em like như thế này, bớt 10 ngàn đi, không bớt. Bớt 10 ngàn là tính tiền ship. Wow hả, wow. Anh Trường Khanh ơi, chào anh Trường Khanh nè. Mọi người ơi, mọi người ơi, xin hãy xe chim giùm em. Mọi người ơi, tấm trắng ai sẽ kiên. Tấm trắng ai sẽ kiên. Ai sẽ kiên tấm trắng ai. 1 bộ 1.470.000. Mọi người ơi, mua đi em lạnh quá đi. Mọi người ơi, mua đi. Mọi người ơi, mua đi tấm trắng skin. Mọi người ơi, tấm trắng skin. Mọi người ơi, tấm trắng skin. Anh vui quá, anh bị khùng em ơi. Mệt quá quý vị ơi, thiệt luôn á trời. Hát dở kệ tôi, kệ tôi. Trúng gió rồi đó. Quý vị mà thấy em hát tào lao là biết em trúng gió rồi đó. Gió nhập vô rồi đó. Nha. Gió nhập vô rồi đó quý vị. Không ăn nắng. Không ăn nắng đây. Rồi, đây là cái chai nè, cái chai 28 hàng ngày nè. Nè quý vị coi nè, đó, chai 28 hàng ngày này. Thấy không? Thấy không? Ê chai thấy không? Cái chai nước muối là chai đắp trắng hay skin của em đó, là em đi dành tắm mặt, em để ngay cái toilet, em đi dành tắm mặt đó, đó, đó đi dành. Là bây giờ ai mua thì alo cứ để số điện thoại em nha. Hát là mọi người ơi, anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm đã tắm trắng xế kinh. Chàng trai này tắm trắng nè nha, ba má nó tắm trắng dũng dơ mà giờ đây Dương Lâm trắng tươi. Anh Dương Lâm tắm trắng. Đúng rồi quý vị ơi, ông bài cũ kệ tôi đi nè. Đây là cái con người thật của tôi nè. Kéo qua cái, kéo bình luận qua bên. Đây. Da trắng lắm mọi người ơi. Em nói vậy ủng hộ giùm cho em nha. Là nó có giá hiện tại là 490.000. Thì khi mà mọi người mua một bộ là được free ship toàn quốc nha. Ủng hộ đi. Lẹ đi. Kéo cho mình đặt hàng để đặt số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. 490.000 một chai nha mấy chị nha, cực kỳ hiệu quả luôn nha cả nhà ơi. Cực kỳ hiệu quả mọi người ơi nha, xin lấy tâm trăng cùng em ha 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 ha. Mẹ mày. Mọi người ơi, xin đổ vô tiếp năng lượng này, tiếp năng lượng cho ba coi. Không mà cái. Mọi người ơi, xin lấy tầm chân giùm em, hay mệt rồi vô liền không? Mọi người ơi, xin lấy tầm mệt quá. Mọi người ơi, xin lấy mua chim giùm em mà. Mọi người ơi, xin lấy tầm chân giúp em à. Mọi người ơi, tầm chân, mọi người ơi, tầm chân. Tầm chân giùm cho em đi mọi người ơi. Mọi người ơi, tầm chân cho em đi mọi người ơi. Mọi người ơi, tắm trắng giùm em đi nha. Mỗi khi mà em mệt hung cái là em giật người dậy liền. Đúng rồi.
quánh mạnh lên đi con à. Phú Phạm giả trong mặt cho Phú Phạm nha. Hello hello mọi người nha. Bây giờ anh chị em mua hàng thì comment giùm cho em, hoặc là để số điện thoại giùm cho em, hoặc là ai muốn kinh doanh sản phẩm này liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người ủng hộ nọng chị em. À bây giờ em nọng nhiều lắm, anh bị bệnh, anh bị khan tiếng thôi em ơi, cho anh đâu bệnh đâu. Ba tỉnh rồi đi ba hả? Quý vị nha, bây giờ ai mà cần cái tấm trắng gì đó mà an toàn cho da, muốn da mình trắng lên, sáng lên, mịn màng lên thì nhanh tay lẹ chân sử dụng sản phẩm tấm trắng Air Skin. Đây là dòng tấm trắng cực kỳ an toàn và cực kỳ hiệu quả cho mình. Nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Với đây bốn chai đây. Đây, một chai tấm trắng một lần là cái chai đen đen, một chai tấm trắng màu hồng là tấm trắng là sữa tắm, và một chai body ban đêm, một chai body ban ngày, là bốn cái sản phẩm để hỗ trợ với nhau. Accessory với tấm trắng. Em có một tựa tấm Skin. Nghe lại nè. Em có một tấm chăn, em có một sữa tắm Skin. Em có một tấm chăn, im coi. Em có một tấm chăn, em có một sữa tắm 1.400.000. 1.470.000 nha, thiếu 70.000 nó chửi em chết cái gì ơi. Thì bây giờ ai mua hàng liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Thì bây giờ em xin kết thúc livestream tại đây. Em cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream của em. Em kính chúc mọi người vui vẻ. Em kính chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Và bây giờ em sẽ nghỉ ngơi 7 giờ. 7 giờ em sẽ like một like. Và bây giờ 9 giờ em sẽ like thêm một like nữa. Thì mọi người ủng hộ giùm cho em. Mấy ba mọi người xin chào, hẹp lại, tạm biệt mọi người yêu của em.